thì trong cái thời gian mà giá cả tăng trưởng trong vòng mấy tuần qua đó các bạn thấy là chúng ta thường hay nhìn vào những cái tài liệu on chain thì những tài liệu on chain cho chúng ta thấy được là không có nhiều những cái bitcoin hay ethereum nạp vào hay là rút ra và thực ra mà nói tình hình on chain đó các bạn thấy được là cũng khá là im lặng thì tình hình này đó khi mà các bạn nhìn vào on chain nhìn vào tình hình cái volume giao dịch thì các bạn cảm thấy là không có nhiều cảm thấy là cũng không có gì gọi là đặc biệt nhưng mà có một nơi mà các bạn thấy được là dòng tiền chảy vào mà chúng ta không để ý đến mà thật ra cái số lượng tiền rất là lớn đó chính là đưa vào trực tiếp những công ty mà phát triển thị trường này có nghĩa là đầu tư vào nền tảng của những công ty này Tại vì sao? Tại vì những công ty này là những công ty mà có tầm ảnh hưởng trong thị trường Đương nhiên là những nhà đầu tư lớn họ muốn cái miếng bánh lớn hơn Họ thay vì là đi thu Bitcoin Ethereum Bây giờ họ lại muốn đi thu mua những công ty này Họ muốn chăm vốn vào để có cổ phần những công ty này Tại vì họ tin tưởng cái sự phát triển lâu dài Và những công ty này sẽ thống trị thị trường Thì chúng ta thấy được là trên màn hình đó, Thường thì các bạn nghe nói tới những thông tin như thế này nhưng mà nó riêng lẻ giống như là các bạn nghe nói là tuần này thì công ty này kêu gọi được vốn rồi cách đây hai ba tuần là nghe nói tới công ty kia kêu gọi được vốn trước đó vài tuần là nghe nói tới công ty nọ kêu gọi được thêm vốn nhưng mà thật ra khi các bạn để những cái thông tin này xen kẽ với nhau các bạn sẽ thấy được là cái số lượng tiền đẩy vào thị trường này nó mạnh như thế nào thì các bạn thấy được là giống như chúng ta nhìn vào đầu tiên hết đi tháng 7 mới đây thì thông tin là sàn FTX đã kêu gọi được các bạn thấy được là 900 triệu đô la 900 triệu đô la là kêu gọi bây giờ đã tới cái dòng B rồi Thì nhưng mà nào mà không rành đó, thường các bạn nghe nói tới những cái công ty mà mới khởi nghiệp đó họ kêu gọi vốn dòng A dòng B, dòng C, dòng D, thậm chí dòng E thì những cái dòng này là gì? Đây là những cái dòng mà người ta chăm vốn vào thường đó dòng a là sẽ rẻ nhất có nghĩa là cổ phần đó là cổ phần mà có cái giá thấp nhất trong những cái dòng những dòng sau này sẽ mắc hơn tại vì sao thì dòng a đã đầu tư vào nguy hiểm nhiều hơn lúc đó công ty có thể mới bắt đầu chỉ có một số những sản phẩm để mà thử nghiệm thị trường mà thôi dòng b dòng c dòng d thì người ta kêu gọi vốn với cái lý do là người ta đã có được một số thành tựu rồi công ty này nó muốn phát triển lớn hơn cho nên lúc đó công ty đáng giá hơn thì đương nhiên cổ phần nó sẽ mắc hơn cho nên những dòng sau này đó nó sẽ càng ngày càng mắc hơn thì bây giờ các bạn thấy được là những cái công ty mà kêu gọi những dòng sau như là BlockFi Để kêu gọi dòng CVD là 350 triệu các bạn thấy trên màn hình đó, những công ty như là FTX Circle À, công ty Ledger công ty mà làm cái ví trí lạnh công ty Circle là công ty đứng sau lưng cái đồng ổn định USDC đó mà các bạn biết à, còn BlockFi như bạn cũng đã biết đây là cái ứng dụng landing có lãi mà thường sử dụng cũng đã rất lâu rồi Solana Labs, Fireblocks, Double Labs, Blockchain.com, Paxos như là công ty Paxos stand đứng sau lưng đồng Paxos đó và Bullish như bạn hỏi thường là Bullish là công ty gì đây là một cái sàn giao dịch mà đứng sau lưng được chăm vốn bởi không ai khác hơn đó chính là công ty Block One thì như mà nào mà đầu tư hay là theo dõi EOS chúng ta biết là Block One là công ty đứng sau lưng đồng EOS cho nên nhiều bạn hỏi thường là là gì làm sao chúng ta biết được đây là cái sàn mà có quan hệ với đồng EOS? Tại vì công ty đứng sau lưng là công ty Block One thì các bạn thấy được cái số lượng tiền đưa vào không hề nhỏ 900 triệu này 400 triệu kia 300 triệu nọ và các bạn thấy được là đây là cái dẫn chứng cho thấy là tuy là chúng ta bây giờ không nhìn thấy được là nhiều cá voi thu mua Bitcoin thu mua Ethereum Tuy chúng ta nghe nói tới nhiều thông tin nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được on chain Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào dòng tiền đó thì dòng tiền rất rõ ràng là đổ vào những cái công ty này Tại vì sao? Tại vì những nhà đầu tư như người có tiền đó họ muốn thống trị thị trường này Họ muốn đầu tư thẳng trực tiếp với những công ty mà họ nghĩ là có tầm ảnh hưởng sau này đây là cái thông tin mới nhất từ ngày 13 tới tháng 8 năm 2021 Một trong những cái dự án mà gần đây nhất Kêu gọi được nhiều vốn mà không có mặt trên danh sách này không gì khác hơn đó chính là dự án Big Down đã kêu gọi được 230 triệu đây là một dự án cũng rất là lớn, nhiều bạn cũng hỏi thường về thông tin liên quan tới BitDAO, cho nên thùng cũng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ thêm về thông tin này. Tại vì BitDAO đó ngày mai đó, đã bắt đầu là bán đấu giá ở trên Sushi Miso, thì thùng chia sẻ thêm thông tin này với các bạn. Thì BitDAO là một cái thông tin mà các bạn thấy được cũng đã được nói tới rất nhiều bởi nhiều trang web khác nhau, như là các bạn nhìn thấy ở trên btcmanager Manager.com, chúng ta thấy thông tin ở trên You Today và thông tin ở trên grab liên quan tới BitDAO. Tại vì đây là một cái dự án mà được góp mặt bởi rất nhiều những người có tên tuổi như là Peter Thiel và Alan Howard. Thì để giải thích cho các bạn hiểu được bịch đao là gì, thì trước khi mà chúng ta nói tên bịch đao đó, các bạn cần phải hiểu cái từ đao này như là gì, DAO. Thì bịch đao là một những cái đao ở trên thị trường thì bây giờ. Đao đó, hiểu đơn giản đó chính là một cái tổ chức tự trị tập trung, có nghĩa là tất cả những hoạt động trong tổ chức này đó đều được thông qua hợp đồng thông minh smart contracts chứ không phải dựa vào bất cứ một người nào. Đây là một cái hệ thống phi tập trung, có nghĩa là một công ty mà quản lý một cách phi tập trung thông qua smart contracts. Thì để hiểu rõ hơn đó, tại sao chúng ta lại có cái bịch đau này nghĩa là gì? Thì đây là một cái dự án mà được đầu tư bởi rất nhiều người nổi tiếng như là các bạn thấy là Peter Thiel, uh, Pantera, Dragonfly, Founders Fund và sàn Bybit Exchange và nhiều những cái người khác tham gia và đầu tư vào cái DAO này Thì để hiểu đơn giản đó Thì đây là một cái thông điệp mà sàn Bybit muốn thượng mang đến cho các bạn Đây là một cái thông điệp được tài trợ Nhưng mà trước hết các bạn thấy được là một trong những người rất nổi tiếng đầu tư vào cái bit DAO này đó chính là Peter Thiel Người đứng sau lưng đầu tư vào những công ty lớn như là công ty Facebook Trước đây là co-founder của công ty PayPal À, công ty hiện bây giờ đó mà Peter Thiel dẫn đầu chính là công ty Palantir Technologies và Founder Funds thì đây là một chuyên gia đầu tư rất nổi tiếng và bây giờ đó Peter Thiel là một trong những tỷ phú trên thế giới với tổng số tài sản là 5 tỷ đô la thì có thể nói được là đối với Peter Thiel đó đây là một trong những người mà đã lựa chọn đầu tư những công ty mà cuối cùng trở thành những công ty rất lớn như là công ty Paypal, công ty Facebook từ những ngày đầu tiên thì trở lại với cái bịch đao này đó đi thích một cái đơn giản đây là một cái tổ chức từ trị phi tập trung thì tổ chức này đó là kêu gọi vốn sao đó vốn đó hiểu cái đơn giản nhất là vốn lưu lại trong cái tổ chức này À, thông qua những cái hợp đồng thông minh thì vốn nằm ở đó khi mà những người đầu tư như là peer châm chăm vốn vào đó thì vốn của họ là họ lưu trữ cái bit token bit token này là nằm ở trong cái hệ thống từ trị tập trung này đây hiểu một cách đơn giản đó là một cái hệ thống đầu tư mạo hiểm có nghĩa là các bạn thấy được là một cái dự án thì một cái dự án đó đó các bạn có thể đi kêu gọi vốn giống như là thuận vừa chia sẻ với các bạn các bạn kêu gọi vốn thông qua dòng A dòng B dòng C dòng D thì các bạn tới những cái quỹ đầu tư mạo hiểm để mà kêu gọi vốn nhưng mà bây giờ đó thì có một sự lựa chọn là những dự án này có thể là trực tiếp nạp giấy tờ trực tiếp nạp những cái dự án của mình để mà được thông qua bởi cái tổ chức DAO này thì nếu như được thông qua thì tổ chức DAO này sẽ dùng cái số lượng tiền mà họ kêu gọi vốn được khi mà họ bán cái bịch token đó để mà chăm vốn vào cho công ty này thì như là sao có nghĩa là đó khi mà giống như dự án một này đi đây là dự án các bạn có một cái token hiểu đơn giản là token một đi thì các bạn nói là các bạn muốn kêu gọi vốn và các bạn muốn kêu gọi vốn thông qua cái DAO này thì các bạn á, nếu như mà nạp vào thì nếu như mà được thông qua thì làm sao mới biết được thông qua thì đương nhiên bịch token đứng sau lưng bịch token này á, là có những cái người mà lưu trữ token thì những người lưu trữ token này được quyền bỏ phiếu bỏ phiếu thông qua hay là không thông qua có nghĩa là bỏ phiếu xem coi dự án một hay là dự án hai dự án ba này đó có khả thi hay không nếu như mà bỏ phiếu thông qua thì nó sẽ tự nhiên được thông qua và khi được thông qua đó thì có nghĩa là cái dự án một này họ sẽ lấy token một của mình để mà trao đổi với một cái trị giá ứng định khi mà được thông qua trao đổi với lại cái bit token nghĩa là họ giao cái token của họ đưa vào trong cái quỹ này sau đó họ lấy cái bit token coi như đó là cái hệ thống đào này chăm vốn cho họ thì đương nhiên cái bit token đó họ có thể đem lên thị trường để mà bán để mà lấy tiền để mà tiếp tục phát triển dự án của họ và nếu như mà dự án của họ thành công thì đương nhiên cái mức mà trao đổi đó cái lúc là kêu gọi vốn ban đầu đó thì cái mức token cho đó, đó nó sẽ rất là thấp nếu như dự án đó mà thành công thì đương nhiên cái token đó nó sẽ có đáng giá hơn giống như các bạn cứ nghĩ một trong những cái dự án giống như chúng ta nói tới nhiều dự án mà à, bây giờ đang nổi như là Axie Infinity giống như là các bạn thấy là những người đầu tư ban đầu đó thì đương nhiên họ chăm vốn vào dự án và họ lấy tiền của họ đổi đồng Axie lúc đó đồng Axie đó cái giá trao đổi rất là thấp bây giờ đồng Axie đã có giá rất là cao thì cũng tương tự như vậy nếu như một dự án nào đó chăm vốn thông qua cái DAO này thì nếu như dự án nó thành công thì đương nhiên cái giá trị của token cũng sẽ có cái sự phản ứng tốt và đứng sau lưng đó là những người mà lưu trữ token được quyền bỏ phiếu và các bạn có thể nói được là chúng ta làm sẽ biết được dự án nào tốt dự án nào xấu mà bỏ phiếu thì đây cũng là một trong những cái điều được nói đến bởi cái dự án dao này đó chính là những công ty lớn đầu tư vào dao như là Peter Thiel, Pantera, Dragonfly Founders và Bybit Exchange Các bạn có thể là tự bỏ phiếu Nếu như các bạn lưu giữ bịch uh, token Hay là các bạn có thể là quỹ thác Cho những công ty mà chuyên về đầu tư mạo hiểm Để mà bỏ phiếu Thì hiểu cách đơn giản Đây là một cái quỹ đầu tư mạo hiểm phi tập trung Mọi người mua bịch token chăm vốn vào Sau đó thì những dự án có thể là Đi tìm kiếm cái dự án DAO này Để có thể là xin vốn Bằng cách là đổi token của họ Nếu như được thông qua bằng cách bỏ phiếu Đây là cách hiểu đơn giản nhất và một trong những cái sàn mà chăm vốn vào đó chính là sàn Bybit. Thì sàn Bybit này đó là họ đã đưa ra một quyết định là họ sẽ chăm vốn là liên tục. Có nghĩa là họ đã chăm vốn ban đầu nhưng mà theo đã quy định là 0.025% của tất cả cái khối lượng giao dịch future trên sàn của Bybit đó, thì cái số lượng 0.025% này mà họ thu nhập được từ giao dịch future đó, họ sẽ chăm vốn vào trong cái quỹ đao này liên tục Đây là một trong những cái sự cam kết của sàn Bybit đối với cái quỹ đao này Và các bạn thấy trên màn hình ở đây là cái tài liệu đến từ bitdao.io cho các bạn thấy được là cái số lượng mà sàn Bybit đã châm vào Thì với cái số lượng hiện tại đó sàn Bybit đã châm vào cái quỹ này đó là khoảng 1 tỷ đô la Và đây là cái cách hiểu đơn giản liên quan tới hoạt động của cái bitdao này Thu hy vọng là các bạn hiểu sơ bộ và đương nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư sàn Bybit chỉ muốn thử mang đến những cái thông tin căn bản này tại vì khi các bạn đọc cái white paper có thể là sẽ không có rõ ràng như vậy. Đây là cái hiểu đơn giản nhất về cách hoạt động của cái quỹ DAO là như thế nào và tại sao mà lại có bit token vân vân. Thì đây chỉ là những cái thông tin chỉ như thế nào có thú muốn tìm hiểu thêm tại vì cái dự án này đó là họ sẽ bắt đầu bán auction, cái bán đấu giá ở trên Miso của cái nền tảng Sushi Swap thì các bạn thấy được là cái đợt mà bán auction này ra là sẽ bắt đầu từ ngày 16 tây tháng 8 1 giờ UTC thì giờ UTC nhiều bạn có thể cũng đã biết là giờ Việt Nam là đi trước giờ UTC là 7 tiếng có nghĩa là 1 giờ chiều có nghĩa là 8 giờ tối giờ Việt Nam đó ngày mai thì sẽ bắt đầu mở bán và các bạn thấy được đây là cái số lượng mà bán như các bạn nhìn thấy trên màn hình các bạn có thể mua dùng Ethereum hay là dùng Sushi và những bạn nào mà mua sớm thì có thể nhận đến bonus lên tới là 40% và đây là cái trang web thường sẽ để cái link ở bên dưới để các bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin liên quan tới dự án này còn 18 tiếng nữa là sẽ bắt đầu và đương nhiên đây chỉ là những thông tin để các bạn tham khảo mà thôi cho những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm và các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi mà đưa ra quyết định cho bản thân của mình thì có chia sẻ với các bạn đó ở đầu video là thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ thêm về Orcon cũng như là chia sẻ về cái khái niệm siêu chu kỳ chúng ta có phải đang chứng kiến một siêu chu kỳ đang xảy ra hay là không nhưng mà à thường nghĩ là thường sẽ hẹn các bạn trong cái video kế tiếp tại vì cái video cũng khá dài rồi thường sẽ dành thời gian để mà chia sẻ thêm trong tuần này liên quan đến siêu chu kỳ cũng như chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin uh, liên quan tới allcoin trong những video kế tiếp và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn cho video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình như là các bạn theo dõi Telegram, Facebook và Twitter để các bạn nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin như là các bạn có thể tham gia uh, vào sàn Binance để được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance qua Link của Thuận Capital hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit hay là sàn EMT. các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng để nhận được tín hiệu trên miễn phí cũng như là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn Sinh Moon XBT nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu sàn Binance US hay là sàn Coinbase. Đây là sự lựa chọn cho những bạn nào mà muốn giao dịch Allcoin ở Hoa Kỳ cũng như những điều khác như là BlockFi và crypto CryptoKwan mà như bạn cũng đã biết. Và một lần nữa Thuần cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.